Báo cáo quý vị là đây là lúc buổi chiều ngày 5 tháng 7 năm 2017, chúng tôi đang đi trên con đường chính nhất của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đường gì anh ơi? Đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành. Thì có một điều đặc sắc nhất là ở đây là nơi rất là nhiều gỗ, cho nên họ mang cả các cái lọc bình bằng gỗ chắc là rất quý đây, mang ra ngoài đường mà mưa nắng suốt như vậy mà không có nứt, không có vỡ gì cả. Cho nên có thể nói rằng là đúng là đất Tây Nguyên trung ương của các cái ngành gỗ, nhất là biểu trưng rất là tốt. Tuy nhiên tôi cảm thấy hơi lãng phí quá, đồ gỗ này mà mang về đồ gỗ Đức Hiền thì có phải tốt không? À, nhân từ trước với bác ra đây là đồ sắt đó bác ạ. Nhưng mà đây là các anh người gốc ở đây thì xác nhận là đây không phải bằng gỗ, đây là giả gỗ thôi, thực ra là bằng bê tông cốt thép. Nhưng mà người Đắk Lắk là rất khéo tay, làm nào mà giống quá. À, lại còn có cả vá gỗ, như thực ra là cái chỗ công tắc điện. Ôi rồi ôi, anh nhìn kỹ cái lọc bình đây, tưởng bị vá. Công nhận là công nghệ cả, vá gỗ vẫn thua ngoài bác. Nó độ keo chưa kỹ. Vào buổi tối trên con đường này thì đèn điện sáng lên rất là đẹp. Tối qua chúng tôi nhìn thấy buổi tối cái đèn lên rất là ấn tượng. Và đây chúng tôi được biết là nơi sinh sống của 47 dân tộc anh em. Và rất tiếc ngày hôm nay là trời mưa, cho nên các bác là mặc áo mưa kín hết, chứ không thì chúng ta sẽ thấy 47 sắc hoa văn quần áo thể hiện rất là vui mắt. Thật là tiếc là buổi trời mưa như vậy. Và đây chúng tôi thấy ở bên ở trục giữa đường có cái cây, loại cây rất đặc biệt. Ngày hôm qua ở chỗ khu Hoàng Anh Gia Lai, cái nơi mà cũng nhiều cây cảnh nhà tôi hỏi và các bác đã nói tên nhưng hôm nay quên rồi. Và ai muốn biết tên của loại cây tuyệt đẹp này thì xin đi vào trong thành phố Buôn Ma Thuột tham quan và hỏi người dân ở đây chắc chắn sẽ biết. Quý vị,